Con cây bô gửi xe là quan trọng nhất cho nè. Mốt này là bao cắn ha. Đó. Nay sáng sớm chạy lên Vĩnh Long gửi xe cho anh trai nha. Lạnh quá nè em ơi. Đây lên tới chỗ gửi xe là gần 30 cây số nha nè. Xe đi rất là nhẹ. Dặn là có nha nè. Tới rồi nha anh em. Chào bé Ngân lên YouTube. Hả? À. Ở đây 300 nha. Mấy trăm cũng đi chưa. Có hộ gì không? Không. Giờ đi sớm nha anh em.
Đây xe của anh trai đã gửi quắn gửi nha. Nói chung đang quắn những cái chỗ nào mà nó đẹp hơn như cây bô nè. Đó, hồi chỗ chành xe quắn thêm phủ lớp giấy thêm nữa nha nè. Đó, quan trọng cái cặp bẩn này anh em, cặp bẩn nè. Đó. Cặp bẩn với đồng hồ với mấy cái chó nè, anh em thấy không? Nói chung quắn phải dẫn tới chân lưu được nha anh em. Clip gửi xe tới đây em xin kết thúc nha anh em. Đó, chúc tất cả anh chị em gần xa xem clip của em vui vẻ. Nếu thấy clip hay và mến kênh phục tùng của em, hãy ủng hộ một cái like, một cái đăng ký nha anh em, để em có động lực ra những video tiếp theo để phục vụ anh em đam mê dòng quay thái cho 10 ha. Rồi hẹn tất cả anh em những clip tiếp theo nhé. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the base.